Sáng 14/12, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Mong Thị Mùi, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An, về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi sang Trung Quốc. Theo lời khai của Mùi, vào khoảng đầu năm 2016, thấy gia đình ông Lữ Văn Tuyết, SN1976, và bà Xeo Thị Loan, SN1967. Chú cùng bản Lưu Tiến, thuộc diện hộ nghèo, thiếu việc làm, lại đang cần tiền mua gia súc về chăn nuôi nên Mùi ngỏ lời muốn đưa con gái ông bà là em Lữ Thị Chiến, SN2001, sang Trung Quốc. Sau đó, gia đình ông Thuyết đồng ý và hai bên đã lập một bản cam kết hứa không kiện cáo. Sau đó 3 ngày, Mùi đưa em Chiến ra quốc lộ 7 bắt xe ra Móng Cái, Quảng Ninh, và giao cho một người phụ nữ tên là Tân. Sau đó, một người đàn ông Trung Quốc mua em Chiến với giá 6 vạn nhân dân tệ, tương đương 180 triệu đồng. Bà Tân tiếp tục đưa em Chiến vào sâu trong nội địa Trung Quốc. Về đến Việt Nam, Mùi đổi số tiền đó được 120 triệu đồng. Tân chia cho Mùi 4 vạn nhân dân tệ. Mùi đưa cho gia đình em Chiến 100 triệu đồng và giữ 20 triệu đồng còn lại. Thấy mọi chuyện vẫn thuận lợi, vào năm 2017, thấy gia đình em Cụt Thị Sam, SN2004, mới bỏ học về ở nhà, Mùi lại rủ Sam có đi Trung Quốc lấy chồng không. Được nạn nhân và gia đình nạn nhân đồng ý, Mùi lại đưa Sam sang bên kia biên giới bán và đưa tiền về trả đầy đủ như cam kết ban đầu. Tại thời điểm Mùi đưa hai nạn nhân sang Trung Quốc bán, cả Chiến và Sam đều chưa đủ 16 tuổi. Thời gian gần đây, nhờ những lá đơn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra. Được biết, người phụ nữ tên Tân, trú tại bản Lang An, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, hiện đang sinh sống và lấy chồng bên Trung Quốc. Bà này thường móc nối với người trong địa phương để đưa các trẻ em gái sang Trung Quốc bán kiếm lời. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt đối với Mong Thị Mùi về hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi, để tiếp tục điều tra, sớm đưa ra xử lý theo quy định.